Bạn đang đến với kênh YouTube báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Truyền thông Mỹ đưa tin, sau khi đổ bộ vào bang Florida của nước này vào sáng 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tức tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ, bão Newton hiện đã giảm xuống còn là bão cấp 2 trong thang bão gồm 5 cấp với sức gió tối đa là 175 km một giờ Bão đã gây ra nhiều trận lốc xoáy, mưa to cùng sấm lớn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, một số người bị thương. Nhà chức trách cho biết Hai trường hợp thiệt mạng đều ở hạt Saint Lucie, ước tính khoảng 100 ngôi nhà trong hạt đã bị phá hủy sau khi hứng chịu tới 17 cơn lốc xoáy. Hiện toàn bộ hạt đang được đặt trong chế độ ứng cứu 100%. Lực lượng vệ binh quốc gia Florida và các nhân viên thực thi pháp luật địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân. Tại khu vực Temple Bay, bão Milton đã phá hỏng mái của sân vận động cho Field, vốn được trưng dụng làm nơi ở cho các lực lượng cứu bão. Không có ai bị thương vong trong vụ việc. Bão Milton cũng khiến khoảng 1,6 triệu khách hàng ở Florida rơi vào cảnh mất điện. Tổng thống Joe Biden đã được nghe báo cáo về tình hình hiện nay ở Florida, cũng như những ảnh hưởng ban đầu do bão Milton gây ra tại bang này. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, bão Milton sẽ tiếp tục gây ra mưa to và gió lớn trên khắp Florida trong ngày 10 tháng 10 trước khi di chuyển ra Đại Tây Dương. Một người đàn ông Mỹ đã gây sốt trên mạng xã hội khi dùng dây buộc chặt toàn bộ ngôi nhà của anh trước khi bão Milton đổ bộ. Mohamed Nijem, sống tại Tampa Bay, Florida, gần đây đã trở nên nổi tiếng sau khi hãng tin địa phương Spectrum Bay News 9 chia sẻ lên mạng xã hội X về kết quả quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngôi nhà của anh trước khi bão quái vật ập đến Milton. Theo đó, Mohamed đã đặt 6 dây đai khổng lồ quanh ngôi nhà một tầng của mình nhằm giữ cho công trình không bị cuốn trôi hoặc thổi bay khi bão ập đến. Những dây đai màu vàng được kéo căng qua mái nhà của Mohamed và gắn chặt vào mặt đất. Bài đăng của Spectrum Bay News 9 về ngôi nhà thu về hơn 1,8 triệu lượt xem, đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội thích thú. Một số người bày tỏ ấn tượng với nỗ lực của Mohammed và các người Anh có tư duy đột phá. Một số người khác tò mò liệu ý tưởng của Mohammed có thực sự hiệu quả hay không. Trong khi đó, ngày 9 tháng 10, bão Milton đã đổ bộ dọc theo bờ biển Vịnh Florida với cường độ bão cấp 3, kèm theo gió mạnh, nước dâng theo bão và khả năng gây lũ lụt cho phần lớn tiểu bang. Milton tăng cường sức mạnh từ vùng nước ấm của Vịnh Mexico và đã hai lần đạt trạng thái bão cấp 5. Milton có sức gió duy trì tối đa là 205 km h khi nó đổ bộ gần Siesta Key, Florida vào lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10. Siesta Key nằm ở phía nam của thành phố Tampa Bay, nơi có trên 3 triệu dân. Hơn 1 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp đã mất điện vào đêm 9 tháng 10 tại Florida. Khu vực mất điện lan rộng nhất là ở hạt Sarasota, nơi cơn bão đổ bộ, và ở hạt Manatee lân cận. Bởi bão Milton đổ bộ vào bờ trước khi thủy chiều lên cao, thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết, Ông hy vọng bờ biển phía tây tiểu bang có thể tránh được nước dâng cao do bão tồi tệ nhất. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mực nước biển có thể dâng cao tới 4 mét do bão Milton. Bão Milton đã tạo 19 cơn lốc xoáy gây thiệt hại cho nhiều hạt và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà ở Florida. Trung tâm bão quốc gia Mỹ xếp Milton vào nhóm bão cực kỳ nguy hiểm có khả năng gây nước dâng theo bão cao do dữ dội và lũ quét trên khắp khu vực tại Trung Florida. gió và mưa từ bão Milton đã ập vào hai thành phố Bradenton và Sarasota thuộc bang Florida của Mỹ. Dự báo cơn bão có thể gây ra sóng biển dâng cao từ 2,7 đến 4 mét ở một số khu vực. Video do Sở Cảnh sát Bradenton chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những cây cọ cong vẹo trong gió, khi mưa và sóng đập mạnh vào bờ biển ở thành phố này. Một video tua nhanh khác cho thấy mây và mưa bao phủ một thành phố khác ở bang Florida và Sarasota. Vào sáng ngày 10 tháng 10, bão Milton đã áp sát bờ biển phía tây của bang Florida, gây ra lốc xoáy và tấn công khu vực này bằng mưa và gió trước khi dự kiến đổ bộ vào gần Vịnh Temple. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, mặc dù vào chiều ngày 9 tháng 10, Milton đã suy yếu nhẹ xuống cấp 3, cấp độ thứ 3 trong thang Saffir-Simpson, gồm 5 cấp. Cơn bão vẫn mở rộng phạm vi khi tiến gần đến bang Florida và vẫn là một cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm, với sức gió duy trì tối đa là 195 km một giờ cơn bão có thể gây ra sóng biển dâng cao từ 2,7 đến 4 mét ở một số khu vực và mưa từ 150 đến 300 mm với lượng mưa có thể lên tới 450 mm ở một số nơi. Khoảng 2 triệu người trên khắp bang Florida đã được lệnh sơ tán và hàng triệu người khác đang nằm trong đường đi dự kiến của bão Milton. Cơn bão này ập đến chỉ 2 tuần sau khi Helena tàn phá Florida và nhiều bang khác. Tranh cãi chính trị xung quanh siêu bão Milton đã trở thành tâm điểm trước khi cơn bão tàn phá Florida. Bão Milton không chỉ gây ra thiệt hại lớn về vật chất mà còn khơi dậy cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phe phái chính trị Mỹ, đặc biệt là cựu tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ. Theo kênh CNN của Mỹ, ngày 9 tháng 10, từ lâu trước khi siêu bão Milton đổ bộ vào bờ biển Florida, một trận chiến chính trị đã nổ ra xoay quanh cơn bão khổng lồ này. Bão Milton với sức mạnh tàn phá khủng khiếp không chỉ là một thảm họa thiên nhiên mà còn là một con quái vật của biến đổi khí hậu mà các nhà khoa học đã cảnh báo từ lâu. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào công tác phòng chống và cứu trợ, cuộc chiến về bão Milton đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trong chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Cơn bão Milton được dự đoán sẽ đổ bộ vào cuối tuần đã trở thành một tâm điểm trong cuộc đối đầu chính trị giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Sự chia rẽ đảng phái không chỉ làm phức tạp hóa các nỗ lực cứu trợ mà còn đẩy cao nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch đặc biệt khi cựu tổng thống donald trump liên tục sử dụng cơn bão như một công cụ chính trị sau khi khai thác cơn bão helena cho mục đích chính trị ông trump tiếp tục làm dậy sóng bằng những tuyên bố về nỗ lực cứu trợ của chính quyền tổng thống joe biden và bà harris việc ông trump tận dụng các thảm họa thiên nhiên để chỉ trích chính quyền đương nhiệm không phải là điều mới mẻ ông trump đã cáo buộc phó tổng thống kamala harris và chính quyền mỹ không thể đối phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp những tuyên bố như việc chính phủ bỏ qua các bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo hay lạm dụng ngân sách cho người di cư đã bị các quan chức liên bang bác bỏ, nhưng vẫn tạo ra sự chia rẽ trong lòng cử tri. Đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, bão Milton là một phép thử lớn về khả năng lãnh đạo và đối mặt với cuộc khủng hoảng. Cơn bão này mang đến cho bà cơ hội để chứng minh khả năng kiểm soát tình hình và thể hiện sự đồng cảm đối với các nạn nhân. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong công tác cứu trợ liên bang đều có thể ảnh hưởng đến Phó Tổng thống Mỹ trước thềm bầu cử những nỗ lực của phó tổng thống harris để đối phó với bão milton đã bắt đầu từ sớm khi bà liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo về nguy cơ thông tin sai lệch từ ông trump bà harris nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này không nên trở thành chủ đề chính trị mặc dù chính bản thân cuộc tranh cãi về bão milton đã bị chính trị hóa sâu sắc ngược lại cựu tổng thống donald trump đã nhiều lần chứng minh rằng ông không ngần ngại tận dụng bất kỳ tình huống nào để đạt được lợi ích chính trị Ông đã khai thác cơn bão Helena để cáo buộc chính quyền Biden-Harris là yếu kém và không đủ khả năng đối phó với các vấn đề cấp bách của quốc gia. Trong bối cảnh bão Milton đang tiến vào Florida, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden và bà Harris cho rằng họ thiếu khả năng lãnh đạo và đồng cảm với người dân Mỹ. Một nhân vật quan trọng khác trong cuộc chiến chính trị về bão Milton là thống đốc Florida Ron DeSantis. Là một đảng viên Cộng hòa, ông DeSantis phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải làm việc cùng với chính quyền dân chủ trong bối cảnh khủng hoảng thiên nhiên. Dù không ủng hộ tổng thống Biden và bà Harris, thâm đốc DeSantis không thể phớt lờ nhu cầu của bang Florida trong việc nhận viện trợ liên bang. Giống như bà Harris, ông DeSantis cũng đã tham gia vào cuộc chiến chính trị về bão từ sớm. Ông từng cáo buộc bà Harris lợi dụng cơn bão để phục vụ cho chiến dịch của mình, trong khi bản thân ông DeSantis phải tìm cách cân bằng giữa việc làm việc với chính quyền liên bang và duy trì mối quan hệ với ông Trump, người có tầm ảnh hưởng lớn đối với các đảng viên Cộng hòa. Siêu bão Milton với sức gió lên tới 209 km/h dự kiến sẽ đổ bộ vào bang Florida của Mỹ đêm 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Đây là cơn bão lớn thứ hai đổ bộ vào khu vực này chỉ trong vòng 2 tuần. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton đã giảm nhẹ xuống cấp 4, mức cao thứ hai trong hệ thống xếp hạng bão 5 cấp độ của Mỹ. Tuy nhiên, độ phủ của cơn bão đã tăng đáng kể và dự kiến cơn bão sẽ mang theo gió và mưa lớn, sóng biển ở mức 4,5 mét khi đổ bộ vào đất liền, dự kiến trong khoảng từ 9 tới 11 giờ tối theo giờ địa phương. Cơ quan Thời tiết Quốc gia ngày 9 tháng 10 đã ban hành 90 cảnh báo lốc xoáy, mức kỷ lục trong vòng một ngày và ít nhất 11 trận lốc xoáy đã được ghi nhận ở Florida cùng ngày. Cơn bão dự kiến sẽ đi vào bờ biển phía tây nam bang Florida và có thể gây ra sự tàn phá ở những khu vực vốn đang phải hứng chịu hậu quả của bão Helena gần 2 tuần trước. Gần như toàn bộ bờ biển phía tây bang Florida đều nằm trong khu vực cảnh báo bão, với hơn 1 triệu người được yêu cầu sơ tán và tình trạng mất điện có thể kéo dài trong nhiều ngày. Theo thống đốc bang Ron DeSantis, hơn 30 người dân Florida hiện đang trong các khu trú bão và các địa điểm này có thể chưa tới hơn 200.000 người. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hủy chuyến đi tới Angola và Đức để tập trung ứng phó với bão Milton. Tổng thống Biden trước đó đã chấp thuận yêu cầu của thống đốc bang Florida việc ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang đối với bão Milton. Tổng thống Biden gọi Milton là cơn bão của thế kỷ, đồng thời kêu gọi mọi người dân trong đường đi của cơn bão tuân thủ lệnh sơ tán. Tổng thống cũng cho biết ông đã nói chuyện với thống đốc bang và thị trường các thành phố bị ảnh hưởng và cam kết mọi nguồn lực cần thiết để ứng phó với cơn bão. Tổng thống Biden cũng cho biết chính quyền của ông sẽ gây sức ép với các công ty để tiếp tục bình ổn giá xăng, vé máy bay và các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Ngoài 1.000 nhân viên liên bang ở Florida, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã triển khai thêm 1.200 nhân viên tìm kiếm và cứu nạn từ các cơ quan liên bang, 500 xe cứu thương, 30 xe lội nước, máy bay trực thăng và tàu thuyền cho công tác cứu hộ. Tới nay, đã có ít nhất 6 sân bay ở Florida đã đóng cửa và gần 2.000 chuyến bay bị hủy. Hơn một triệu người ở khu vực ven biển Vịnh Florida đang được lệnh sơ tán khi cơn bão cấp 5 Newton đổ bộ. Các xa lộ và trạm xăng bị tắc nghẽn, trong khi đó nhiều thành phố trở nên vắng lặng khi người dân sơ tán, cửa đóng then cài. Bão cấp 5 Newton được dự báo sẽ đổ bộ Tampa Bay, nơi sinh sống của hơn 3 triệu người bang Florida vào đêm muộn 9 tháng 10 hoặc sáng sớm 10 tháng 10 theo giờ Mỹ. Dù cơ quan khí tượng cho biết đường đi của cơn bão có thể thay đổi, Cơn bão hiện đang di chuyển từ Tây sang Đông qua Vịnh Mexico và có khả năng sẽ gây ra đợt sóng cao tới 10 mét ở nhiều khu vực thuộc Vịnh Florida. Michael Talenda, hiện đang thăm con trai ở Temple, cho biết, nếu biết về Florida thì bạn sẽ hiểu rằng nếu bạn không sơ tán khi được lệnh, bạn có thể sẽ chết. Đã có rất nhiều người cố thủ tại nhà khi có bão và họ đã chết đuối. Việc này không đáng. Bạn biết đấy, chúng ta có thể xây nhà khác, mua đồ đạc mới. Vì vậy, tốt hơn hết là nên sơ tán bão Milton có sức gió mạnh nhất lên đến 260 km một giờ, mức cao nhất trong thang bão Sapphire Simpson gồm 5 cấp. Đây là cơn bão tăng cấp nhanh thứ 300 trong lịch sử ở Đại Tây Dương, tăng từ cấp 1 lên cấp 5 trong vòng chưa đầy 24 giờ. Vào lúc 22 giờ ngày 8 tháng 10 theo giờ Mỹ, tâm bão Milton cách Temple 650 km về phía Nam. Bão tiếp tục di chuyển về phía Đông Bắc với tốc độ 19 km một giờ. Nhiều hãng hàng không, công ty năng lượng và công viên giải trí Universal Studio đã phải tạm dừng hoạt động trước khi bão đổ bộ. Hơn chục khu định cư ven biển đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc. Hạt Pinellas cũng đã yêu cầu hơn 500.000 người sơ tán. Tại Hạt Ly, con số này khoảng 416.000 người. Giao thông trên những con đường dẫn ra khỏi Temple đã bị tắc nghẽn hôm 8 tháng 10. Theo công ty theo dõi thị trường nhiên liệu GasBuddy, khoảng 17% trong số gần 8.000 trạm xăng của Florida đã hết nhiên liệu. Hai tuần trước đó, bão Helena đã can quét bang Florida với cường độ bão cấp 4, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng tại bang này, tổng số người thiệt mạng vì bão Helena ở Mỹ lên đến 230 người. Các quan chức cảnh báo tác động của bão Milton có thể còn nghiêm trọng hơn. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo VietnamNet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.